nào ấy thì mình cũng phải tạm bợ rồi mình sống qua ngày chứ giờ bằng không nổi thì bây giờ làm sao giờ. Gia đình của chị là có ruộng đất gì không cô? Không, không có đi mừng mướn ăn không à. Là tao cho gạo mình ăn. Trời hỏi bị gì có nhà tài trợ hỏi mà có cái anh Hoàng Vũ á. Dạ. Anh cũng đem gạo chứ anh cho ăn hỏi gài chồng lúc nào chồng bệnh rồi em bệnh không có đi mặn gì được. Để chồng em làm mướn anh không? Đâu có đi làm gì đâu. Là anh đi làm mướn cho người ta, nhà mình không có ruộng đất gì hết. Không, có ruộng chỉ có nền nhà. Cho được cái nền nhà nè ở. Đi làm mướn ăn ngày nào thì làm ngày đấy. Mình ở dưới quê này là người ta kêu gì mình làm đấy. Mình ở dưới quê với tỷ như giờ chú mướn tôi đi bằng cỏ ngày vậy nhiêu tiền vậy đó. Vậy tỷ như bằng mấy tiếng đồng hồ nhiêu tiền vậy đó rồi đi bằng. Rồi qua ngày khác cũng vậy. Làm cỏ mướn. Còn ông xã em á thì đi làm ba cái cây kiểm rồi này kia gì đó đi đào đắp mô hoặc là đi bứng cây mướn rồi này kia. Mình cái công việc của anh là có được thường ngày thường có đều đều ngày không chị? Thì mỗi lần thì cũng đi làm cũng bị có bị gì có thằng em á nó cũng đi mướn làm cũng đều. Dạ. Từ tháng mấy nay tới giờ hồi nhỏ mắt tới giờ không có làm rồi chứ ảnh cũng bệnh ảnh mới hết. Ảnh mới vừa hết giờ tới em bệnh. Mình làm hạt điều là một ngày bao nhiêu mấy mấy ngàn một ký hả cô? Một ký được có 5.000 à. Ký 5 ký lột lâu lắm á. Ký lột lâu lắm bị gì nó có tí gì nè mình phải gọt cho sạch cho người ta. Còn ký có 5.000 à. Thì mặn bậy nó cho nó đỡ buồn với gọt gọt còn hầu trực nhớ buồn quá thì đem vô dẹp để đó. Còn hầu thì đem ra cạo cạo hầu vậy đó. Vậy là những ngày mà mình không có đi làm là không có thu nhập. Mình không có mặn thì đâu có thu nhập. Mình mặn mướn hàng ngày cho người ta mà mình ngày nào mình mặn thì mình có tiền còn ngày nào mình không mặn thì ngày đó đâu có tiền. Vậy đó. Hôm nay nghỉ nay nữa đâu năm tuần gì đó là nghỉ suốt luôn từ hồi nó mất tới giờ là nghỉ suốt luôn không có mặn được gì chứ chỉ cạo cạo vài hột vậy gần dẹp vậy đầu đó. Buồn quá rồi kêu nó lãnh về cạo cạo bậy nó. Tôi nói tao kệ lãnh gì má cạo bậy nó, tao buồn tao cạo bậy nó cho Thương lấy tiền đi học. Bữa cho 2kg đi, 10.000 bạc thì đủ nó đi học. Là ngày được cũng 2-3kg. Ngày 1kg, 2kg. Vui á, thì cạo nhiều một chút, còn chịch nhớ là buồn quá, chắc là bưng đem cho lại đó. Như anh là đi làm chỗ làm sao không chị? Tới Cần Thơ luôn. Vậy thì mình ở bển hay là ảnh sáng đi chiều về? Có xe của người ta biết mình sáng đi chiều về. Mà ở sân bay Cà Nóc có bển. Ồ xa dữ. Con đi mới là 5 giờ là hai vợ chồng đi rồi tới chiều tới 5 giờ rưỡi mới về tới nhà. Là 5 giờ chiều mình đi tới 5 giờ rưỡi sáng mai. Sáng đi 5 giờ chiều mới về. 5 giờ rưỡi sáng. Xe người ta ở chợ dưới người ta rước mình, mình đây chạy xuống dưới người ta rước mình đi bển mặn mà rồi chiều người ta đưa về đó mình chạy xe về đây. Xa quá, gần đây không có công việc gì cho mình làm. Không có công việc gì làm cho ở bên đó người ta mới có. Đi vườn người ta ở bển đó. Người ta ở bển đó người ta mướn mình chạy qua bển mặn mình chiều người ta đưa về. Rồi nhà mình bị tan thương như vậy nè, có tan thương á, bên đó người ta có hỗ trợ mình gì không cô? Người ta cũng cho mình gạo đồ ăn á, trong những ngày nghỉ này nè, mình đâu có mặn cho người ta đó, người ta cũng nghĩ tình nghĩa mặn quen đó, người ta cho gạo đồ ăn. Người ta cũng biết mình mặn không có tiền đó, nghỉ đó, người ta cũng cấp gạo, người ta cho mình đồ ăn. Đám chôn gầu đó là còn hậu chưa chôn á, thì còn quẩn được chút điểm chôn gầu là xong gầu là biệt luôn, tới giờ luôn. Chỉ có tới cần là bả qua cũng cần gầu là thôi á. Chứ là anh không? Em dòng họ cô chú luôn. Tất cả hết bên bển là không có ai qua hỏi thăm người nào hết. Thăm xui gia đâu bệnh hoạn hay là hỏi rồi này kia kia nọ sao mà này kia kia nọ không có ai nói tới chứ. Ổng con không có qua biệt tích rồi bữa đó quẩn qua cũng nói này nói nọ rồi nó ra hầu rồi đưa ổng về thôi tới giờ biệt luôn là ổng có qua chỉ có bả qua cũng cái tuần là bả về thôi. Bả qua vài tiếng đồng hồ giả tỷ như ông thầy hẹn 1 giờ qua cúng hen là bả cỡ 12 giờ hay là 12 giờ mấy thì bả qua là cúng xong rồi là bả đây sẽ đi về còn bả qua rước luôn bả không vô tới nhà nữa
đậu xe ngoài cửa đó, bả lậu ra là bả lên xe bả về luôn chứ không có vô tới nhà, mà đốt một cây nhang cho nó thử coi ra sao chứ. Chỉ tỉ như đậu đằng này, còn không sao đậu đằng đó đó, bả lậu lợi chứ không có lợi ngay cửa nữa. Tất cả anh em của nó tới ổng luôn, tới hết dòng họ bên chồng nó luôn, không có léo hánh qua người nào hết trơn. Từ từ đây qua đó cũng gần hả con? Gần. Đâu có xa, chạy xe chút xíu tới nè. Dạ. Là không có ai là léo hánh qua hỏi người nào hết, hỏi xuống được chi cho nó. Không có hỏi tới thăm lơm, hỏi tới hay là không có qua đốt nhang đồ anh em của nó. Không có qua đốt cây nhang hay là thăm cái mộ của cháu coi nó ra sao nó. Nó thiệt từ ngày chôn rồi làm mã rồi tới giờ không có qua thăm coi cái xây cái mã của cháu coi ra sao chứ đừng nói hỏi thăm em mà dâu hay là chị dâu. Là mình chôn là đất nhà mình bên đây không? À, đất nhà của bà nội nó cho này dài ra tới sau hậu một khúc vậy đó, một thước vậy đó. Dạ. Là không có qua thăm cái mã của cái thằng cháu coi nó tốt hay nó xấu hay ra sao chứ đó. Là biệt tích luôn, cái chôn rồi nặng xuống rồi là thôi tới giờ. Qua coi xây cái mã của cháu mình coi nó ra làm sao, coi nó đẹp hay là nó xấu hay là nó cao hay là nó thấp á. Giờ bệnh hỏi coi không biết làm sao nói trả lời nó. Chỉ đứng ở trước dòm dòm phóng phóng vậy là thông qua rước bả đó, đứng dòm phóng phóng ra sao vậy là thôi. Cũng ra cái ni ở bà cao đó vậy là rồi đó. Là một cũng ở đây luôn mà không ra thăm luôn. Ừ, mà không đi. Đây nè, bước ra sao. Để vô tới đây rồi mà không bước ra tao mộ. Chả tỷ như đưa bả qua hen là ở đằng đó. Còn không thôi ở đằng này là bả lậu lợ rồi là tới chừng về cũng vậy, bả lậu ra là rước về đó. Chứ không có vô tới cửa luôn. Ừ, cũng có dịp tới đây thì bà ngồi cho con ra thăm mộ xíu được không ạ? Được, dạ. Đợi thăm có làm sao đâu. Em xin phép ra thăm mộ chị với cháu. Đó, đi xe là đậu đằng đó ha, không thôi đậu đằng đầu cầu này. Chứ không có lậu ngay cửa, không có chạy lên ngay cửa đậu đâu đó. Là mộ mình chôn sau nhà luôn á mà. Đây là ngôi mộ của chị Mộng Tuyền với lại Bí Minh Hảo. Nếu mà như vậy thì chị sẽ rất là buồn, tại do ở trong nhà thì có bàn thờ mà ra sau nhà thì lại có mộ. Thì cái nỗi đau này sao mình cũng thấy rồi, ở trước cũng thấy nên nó cứ tưởng tượng ở trong đầu hoài đó, rồi thấy hoài vậy đó. Dạ. Này là đôi dép của mấy đôi dép của bé hồi lúc còn sống nè. Sống nó đi học nè, mẹ nó mua cho nó nè. Nói chuyện dễ thương lắm, nó ngoan dữ lắm. Cái hôm mà xảy ra sự việc đó, bà ngoại nghe, bà ngoại bị sốc nặng lắm. Ừ, luôn thấy rồi, ta quả trơn luôn, không có còn để thấy đường, để nhìn á, thấy nằm một mẹ con nằm một đống ở trên giường á. Thấy vậy rồi mình ha, ta quả luôn, không muốn thấy để nhìn thấy, nằm phê phê như ngủ vậy đó. Không mất miếng thịt nữa, vì nghĩ thì phải nó bệnh hoạn á. Thì mình còn thấy nó mất miếng thịt ha, mình còn lo cho nó một ngày một bữa được, mình còn mua miếng thuốc rồi cho nó uống được, còn này ha. Sáng ngày ra điện gì trển khuya điện xuống cứ nằm phơi phơi một đống như là ngủ vậy, có mất được miếng thịt nào đâu mình thấy chị á. Là khi điện là cô chạy xuống là cô vẫn chứng kiến được cái cảnh. Ừ, bởi vì tôi xuống hơi trễ đó, điện trển xuống hơi trễ thì ở dưới chở gì trên này rồi. Yeah. Ở dưới nhà dưới chở gì trên này rồi này để nằm bên trước á. Yeah. Nằm phơi phơi như ngủ vậy đó. Có nghĩa là bà ngoại không có chứng kiến tại cái hiện trường đó. Ừ, không có chứng kiến hiện trường mà người ta nói là máu rồi, máu me từ lưa đâu đó là không thấy. Nó kể lại là máu hả, tôi nói hả, một đống ở dưới giường là tá lả hết trơn hết rồi. Chỉ tới hai mẹ con mà đâu có nói là ít. Yeah. Mà trong khi mình mạnh giỏi chứ phải chị đau ốm á thì nó còn xuống sức, con này mạnh giỏi sức xói vậy đi bằng về tối là cái chết hả. Có mất được miếng thịt nào đâu, mà có uống được miếng thuốc nào đâu mà mình còn mình còn lo cho cháu được ngày hai ngày. Còn giống thứ đêm sáng ngày mất nằm như ngủ vậy, có mất được miếng thịt nào. Dạ. Yeah. Vậy đó. Cho nó xuống nhìn thấy tôi dở mặt ra thấy một cái thiếu đường không, táo quả luôn, không thấy đường luôn. Bởi vì nó ngay hồi hôm qua Tết rồi tôi có xuống chơi đâu cũng có hai tuần gì đó rồi mới về, mẹ con nó lụ lên chơi. Rồi thằng này nó cũng có lên chơi nữa mà điều nó ngay nó cũng không có nói gì. Lên chơi rồi tôi mới về đâu có đâu tháng ngoài gì đó hả, mới về chở nó đâu tháng ngoài gì đó, rồi điện lên rồi nói nó bị gì đó rồi chạy xuống nữa.
Mình cũng quay qua cái mộ của chị Tuyền với lại cháu Hải mọi người. Bây giờ thì đối diện mộ đó là nhà của mẹ chị Tuyền. Thì phía sau này thì là mộ. Nước không ngập hết trơn nè, cái này mới bơm cát lên, để nó nằm rồi rồi mới bơm cát lên được, không hở nước không ngập hết trơn, cái phần này nè, nước đỉnh đảm luôn á. Rồi con cũng chia buồn với gia đình.